Và để giao lưu chương trình ca nhạc buổi tối ngày hôm nay, Quang Linh sẽ gửi tới cho tất cả quý vị chúng ta một ca khúc của nam ca sĩ Châu Khải Phong. Xin được đến bên anh, xin mời tất cả chúng ta cùng vui lòng lắng nghe. Hãy nói anh nghe một lời, vì sao em muốn quay về bên anh? Thật lòng đi em, có phải bên kia người ta không cho em niềm vui? Xin đừng đến bên anh khi em buồn, rồi quay bước khi em chẳng cần nữa. Nhìn về quá khứ như thế đủ rồi, anh đã quen sống không cần em. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đã đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối về. Dù giờ này anh vẫn yêu em nhiều lắm đây, nhưng không thể bên em có hiểu được không? Vì lòng anh luôn biết nếu bỏ yêu người đã bỏ anh lại, đắng cay sẽ về lại trong màn đêm. Chúng ta đến với một ca khúc của nam ca sĩ Châu Khải Phong. Ca khúc được mang tên Xin Đừng Đến Bên Anh, xin mời tất cả chúng ta cùng vui lòng nghe. Hãy nói anh nghe một lời, vì sao em muốn quay về bên anh? Thật lòng đi em, có phải bên kia người ta không cho em niềm vui? Xin đừng đến bên anh khi em buồn, rồi quay bước khi em chẳng cần nữa. Nhìn về quá khứ như thế đã đủ rồi, anh đã quen sống không cần em. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đã đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối về. Dù giờ này anh vẫn yêu em nhiều lắm đây, nhưng không thể bên em có hiểu được không? Vì lòng anh luôn biết nếu bỏ yêu người đã bỏ anh lại, đắng cay sẽ về lại trong màn đêm. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đã đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối về. Dù giờ này anh vẫn yêu em nhiều lắm đây, nhưng không thể bên em có hiểu được không? Vì lòng anh luôn biết nếu bỏ yêu người đã bỏ anh lại, đắng cay sẽ về lại trong màn đêm. Đừng lại gần anh nữa, cho anh bình yên nhé. Đừng dùng giọt nước mắt để anh phải suy nghĩ. Đặt mình là anh đi, em sẽ biết anh đã đau như thế nào kể từ khi đôi ta chia hai lối về. Dù giờ này anh vẫn yêu em nhiều lắm đây, nhưng không thể bên em có hiểu được không? Vì lòng anh luôn biết nếu bỏ yêu người đã bỏ anh lại, đắng cay sẽ về lại trong màn đêm.